cả nhà, chào đại gia đình của mình nha. Hôm nay mời cả nhà tiếp tục theo mình đi thăm bẫy. Đây, hôm nay đi cùng với con trai. Xin chào bà cô chú anh chị và các bạn nha. Đây. Tiếp tục thôi. À quên, trong đó con cái á. Gì đâu? Được quá hả? Giá gì ra? Nó tại mưa quá. Chết rồi cả nhà ơi. Rồi. Lộn hơn chục cơm. Ừ, nãy giờ mới dính thêm chục cơm ha. Ồ, bự quá ha. Mình tưởng không dính cái nào dễ đỡ rồi. Trời ơi, chục cơm bự ghê cả nhà. Quá wow, trên đó. Mê không? Mê mê. Đây. À rồi chục cơm. Nên nồi rác vô cả nha. Ôi đã ha. Thấy mê ghê không? Nãy giờ mới hai con. Chú gì? Cơm hả? Cơm nữa. Chú gì này dính đây rồi ha. Ê, chuột bự nè. Nhỏ chưa? Quá rồi kìa. Ừ, đúng rồi, phải bự bự chút để nhỏ quá út. Ngon quá. Chị nè. Đó, đây. Đi từ từ qua để lúng nè. Ra sát mé dịnh cái tràm rồi bước qua kẻ bên đây nè. Bước qua ngay cái gốc về mày á. Mèo mèo ra. Đó, đây. Dịnh tay ra. Ừ, đúng rồi, đó. Cơm hả? Đây không thì chục cống hả? Ê rồi bự chứ. Chục cơm gì bự lắm chứ. Ôi ôi cả nhà ơi, con chục cơm mập lù luôn. Đã ghê không? Quá đã. Đúng quá đã thiệt chứ. Rồi giờ là tới bẫy của con trai. Bao huyền thoại của con trai mình đây. Đúng không? Cơm hả? Kệ vậy cũng ngon rồi. Người ta dặn 3kg chục cơm nha cả nhà. Bữa không? Ồ, ngon. Cái đầu tiên khai trương của con trai mình đã có rồi đó. Ồ, quá đã. Ồ, đã ghê không? Quá đẹp. Rồi. Cái đu này dày á. Chị đâu? Trời, uống rồi. Rồi, lấy ra đi. Ủa sao? Trời ơi, đúng rồi, nó không thèm vô cả nhà. Nó lỡ nó ăn cái bụi của mì. À, cái này bị kiến, hàng chứ nó không vô phải rồi. Trời ơi, lỡ nó ăn của mì mới đêm hôm luôn. Cái này chiều nay để lại là lùm. Lùm hả? Giật giật ra nhiều khi rắn rít không nha. Nguy hiểm lắm á. À, chỗ cơm đó cả nhà. Ôi, trời mưa quá, nguyên đêm đêm nó lâu đến làm ổ không. Quá trời đất. Chá quá. Trời ơi, chỗ cơm khủng khiếp vậy. Nãy thử hai con. Ôi con này cả nhà. Con chuột cơm mà nó bự vậy nè. Chú nói không? Quá trời đất. Chá nắng quá cả nhà coi thông cảm nha. Bông đẹp ghê cả nhà. Rồi
để được em cả nhà. Chút cơm nha. Chút cơm nha cả nhà. Chín nào? Bự luôn hả? Đó hả? Lợi nó ăn mấy bụi mì đó mà. Làm mấy này công mày à. À, đã ha. Ủa, bự nè cả nhà. Đúng bự luôn á. Wow, trời đất. Khủng khiếp. Vàng tươi à. Chuột gì? Bà này công nhận chuột cơm dữ thiệt. Bữa nay không có chuột cống đâu. Ôi dồi, vàng tươi, hơi kệ về quý rồi. Lát về giao dám đủ 3 kg lắm mà nè. Đủ 3 kg giao luôn cho rồi. Quá wow, đã. Vàng tươi luôn cả nhà ơi. Có chuột là có tiền. Bự không? Chuột cơm bự không? Ô trời quý rồi. Vô thăm được con nữa rồi cả nhà. Trời ơi. Bữa nay nó ngon hơn mình rồi, mình nay thất rồi. Đã ghê cả nhà ơi. Quá wow, trời đất. Cống không? Trời ơi, sập mà sao không dính, trời xui như vậy. Ôi. Sập không dính cả nhà ơi. Lâu lâu thăm cái xui quá. Trời ơi. Tới nữa cả nhà ơi. Trời ơi, em chuột cơm. Con rắn. Con rắn hổ hành nó vô nó ăn chuột cơm. Mà nó làm không lỡ chuột cơm, chuột cơm xử nữa cả nhà. Ngủm cụ tối rồi. Hổ hành quá. Hổ hành đúng là xui thiệt chứ. Đi qua sẽ cái bà qua đây đi đường này luôn đi. Lắm rồi cả nhà. Trời, con kêu thiệt không? Kêu hả con? Chú con bà này bự bự không? Cũng được. Bảy con mình dính nhiều quá, bảy mình dính có 5 con. Hai. Để cha đi quay lại kiếm, mắc cả hai cái. Nãy giờ kiếm được 7 lạc rồi cả nhà, không dính. Một con. Một em. Em. Bỏ con bên. Ba em. Ngon, con ngọn này bự bự không? Bốn em. Năm em. Sáu em. Bảy em. Em. Hết chưa? Chưa. Ủa, dữ vậy? Chín em còn. Hết chưa? Hết rồi. Dữ. Con trai mình 20 cái bài dính được 9 con rồi cả nhà, còn mình. Đây rồi. 1 con. 2 con. 4 gì rồi. 3 con. 4 con. 5 con. Mình có 5 con cả nhà. Khuôn trai mình xe lơ xe lắc luôn. Ôi quá wow, trời quá đất luôn. Rồi xin tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha. Tạm biệt ông bà, ông chú, anh chị các bạn nha. Xem video đăng ký kênh ủng hộ nha cả nhà.